Cô Thúy Đào hỏi thế này: Kính thưa Thầy, con chưa phải là Phật tử, nhưng con xin mạn phép hỏi Thầy một câu ạ. Năm 2021, con có đọc được rất nhiều bài chuyển nghiệp, bệnh tật nhờ tu tập Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám của Chùa Ba Vàng. Con thắc mắc rằng vì sao chỉ tu trực tuyến trong 3 ngày qua mạng Internet, không cần về chùa mà mọi người có thể chuyển nghiệp được nhiều như vậy. Con mong Thầy chỉ dạy cho con được biết mấy điều như sau. Thứ nhất là con chưa phải là Phật tử thì con có tu được không ạ? Và tu thì có được lợi ích như các Phật tử không ạ? Đấy là câu thứ nhất. Câu thứ hai là con cần chuẩn bị tâm thái tư duy như thế nào khi tu để cũng được chuyển nghiệp ạ? Thứ ba, năm nay nhà chùa sẽ tổ chức đàn lễ khi nào để cho con được tham gia với ạ? Con xin tri ân Thầy rất nhiều ạ. Cô Thúy Đào này chưa phải Phật tử, nhưng cô hỏi về cái đàn lễ Lương Hoàng Bảo Sám của chùa chúng ta. Vì cô đọc được, chắc là đọc trên cái trang Cảm Nhận Hạnh Phúc Mỗi Ngày, thấy được rất nhiều Phật tử sau khi tu Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám chuyển nghiệp, đặc biệt là nghiệp bệnh, thì cô gửi câu hỏi về chùa. Câu hỏi cô thứ nhất là con chưa phải là Phật tử thì con có tu được không? Và tu thì có được lợi ích như các Phật tử không? Đấy. Thế Thầy xin trả lời cho cô Thúy Đào thế này. Phật Pháp á, là dành cho tất cả chúng sinh, chứ không riêng cho một ai. Đức Phật ấy là Phật chung của tất cả chúng sinh, của muôn loài, của nhân loại, chứ không phải Đức Phật chỉ riêng của Phật tử. Đức Phật cũng có thể của cả người Công giáo, của người Hồi giáo, người Tin Lành, của rất nhiều các người khác nữa. Đó. Và Đức Phật là chung của tất cả mà. Bản thân Đức Phật đã không phân biệt. Giáo pháp của Ngài là không phân biệt giai cấp, chủng tộc, không phân biệt quốc gia, vùng lãnh thổ gì hết. Đó. Phật Pháp là bình đẳng với tất cả chúng sinh. Đó. Cho nên tất cả chúng sinh đều có thể tu học Phật Pháp được, không riêng ai. Không phải chỉ ai là Phật tử mới được tu học, không phải. Bất kỳ. Cái cụ thể nhất ở chùa chúng ta bây giờ cũng có rất nhiều những người ở các tôn giáo bạn. Họ vẫn theo tôn giáo bạn nhưng họ vẫn học Phật Pháp, vẫn tu Phật Pháp. Cái đấy là chuyện thật. Cái chuyện đó. Và họ cũng được trải nghiệm những các cái chuyển hóa nghiệp bệnh. Đấy, chứ không phải không. Thế cho nên cái này chúng ta thấy là Phật Pháp là như vậy đấy. Đức Phật là bình đẳng hết, Ngài không phân biệt. Tất cả đối với Ngài đều là chúng sinh và chúng sinh đều đang đau khổ, cần được giác ngộ. Là chúng sinh mê lầm cần được phải giác ngộ, phải được giải thoát. Đó, chúng ta thấy hay vậy đó. Nên Phật Pháp chúng ta là như vậy. Phật Pháp mới có tính chất gọi là quốc tế và thế giới. Phật Pháp của tất cả chúng sinh. Nhé. Cho nên ấy, bạn Thúy Đào này, bạn hỏi là bạn chưa phải Phật tử thì có tu được không? Thì bạn hoàn toàn có thể tu được. Tất cả ai cũng có thể tu được. Wow, đều có thể thực hành Phật Pháp được hết. Thế và bạn hỏi là và giờ con tu thì có được lợi ích như các Phật tử không ạ? Đó. Vâng, bây giờ bạn được phép tu, đều được tu hết, thì giờ vấn đề bạn tu có được lợi ích giống Phật tử không? Bạn thấy là Phật tử thì tu, chắc bạn nghĩ Phật tử tu sẽ phải hơn bạn ấy. Con Phật mà, con Phật chắc phải được ưu đãi hơn, Phật gia hộ nhiều hơn. Bạn nghĩ thế. Thầy xin thưa thế này. Quả thật ý, câu hỏi của bạn ấy thì có, chắc là có cái ý như vậy. Nhưng Thầy thì xin thưa với bạn Thúy Đào thế này. Phật Pháp á, sẽ đem lại lợi ích cho mỗi người một khác nhau. Không phải là ai cũng giống ai. Mặc dù Phật Pháp là bình đẳng, Phật Pháp giống như một cơn mưa, mưa rơi xuống bình đẳng. Chỗ đồi cao mưa cũng rơi xuống, chỗ hồ trũng mưa cũng rơi xuống, ruộng thấp cũng rơi xuống. Và mưa xuống tất cả các loại cây cối, cây to và cây nhỏ. Không? Mưa nó có phân biệt đâu. Nhưng mà cây thì hấp thụ nước mưa khác nhau đấy. Cây nhỏ thì hấp thụ được ít nước, cây to hấp thụ được nhiều nước. Cây ở trên đồi cao thì ít được ít nước hơn, nước nó trôi đi mất. Cây ở chỗ ruộng trũng thì được nhiều nước. Đó. Mặc dù Phật Pháp là bình đẳng, nhưng không phải ai cũng được như ai. Nhá. Thế thì ở đây, bạn Thúy Đào được vẫn được quyền tu học Phật Pháp, nhưng lợi ích bao nhiêu là tùy thuộc ở bạn nữa. Và có thể các Phật tử họ được lợi ích nhiều hơn,
Vì sao? Vì họ đã sẵn sàng, họ có đức tin nơi Phật thuần thành rồi, họ đang thực hành giới luật của Phật nữa, và họ sẽ có sự tinh tấn. Khi họ thực hành tu tập thì cái tâm của họ thuần hơn bạn, cho nên có thể họ được lợi ích nhiều hơn. Họ giống như là cái cây, nó đã được, nó to, nó mọc rễ bén chắc rồi. Còn bạn là cái cây mà mới coi như là mới bén rễ thì không thể hấp thụ được nước mưa nhiều. Không phải là do nước mưa nó phân biệt, nhưng mà do về phía bạn. Đấy, nhé. Còn cũng là Phật tử, nhưng nếu Phật tử đó không tinh tấn, không có đức tin thì cái công đức phước báo tu tập cũng ít hơn, chuyển nghiệp cũng chậm hơn. Đấy, cho nên Phật Pháp là rất bình đẳng. Nhưng còn nữa, được lợi ích bao nhiêu hay không là tùy thuộc vào cá nhân mỗi người. Vâng, giống như thế. Cái mặt, ánh mặt trời là chiếu phổ đồng với tất cả muôn nơi. Nhưng mà cái cây á, có cây được nhiều nắng, cây được ít nắng là duyên của cái cây đó. Cây mà ở trong hang ấy thì ít nắng, cây mà ở dưới tán cây to hơn thì phải được ít nắng hơn. Phải không? Đó là cái duyên nhé. Thế cho nên ở đây thì để bạn hiểu, bạn đều có quyền tu tập Phật Pháp, còn được lợi ích bao nhiêu là tùy thuộc vào phía bạn là chính. Chứ còn Đức Phật và giáo Pháp Phật là không phân biệt, không phân biệt ai, tôn giáo nào, dân tộc nào, đều như nhau hết. Lợi ích hay không là về phía chính mình. Ngay Phật tử của các thầy cũng thế, tu tập được lợi ích không vẫn là từ phía Phật tử là chính. Có tinh tấn hay không, có đức tin mãnh liệt hay không, vào đó có mà tha thiết tu tập, chân thành tu tập hay không thì mới được lợi ích nhiều nhé. Đó, thầy thì xin trả lời cho bạn. Thứ hai, bạn hỏi là con cần chuẩn bị tâm thái tư duy như thế nào để khi tu được cũng được chuyển nghiệp ạ. Đó, thế thì ở đây thầy này đề nghị bạn ấy là cần phải tư duy trước rồi mới hình thành tâm thái. Bạn hãy tư duy về Đức Phật, phải không? Học tìm hiểu về Đức Phật đi, để biết Đức Phật là con người như thế nào, cái sự cao quý của Ngài thế nào. Rồi bạn cũng tư duy về giáo pháp của Phật, rồi tư duy về tăng đoàn của Phật, gọi tư duy về Tam Bảo, để thấy được cái sự cao quý của Tam Bảo. Vào rồi bạn phải tu tập, bạn phải tìm hiểu để làm sao bạn thấy được cái sự chân thật lợi ích của giáo pháp. Đức Phật là người chân thật đem lại lợi ích cho chúng sinh, không phân biệt. Khi mà bạn hiểu được như vậy rồi thì lúc đó mới hình thành cho bạn được một cái đức tin, một cái sự tin tưởng nơi giáo pháp của Phật thì mới được. Nhớ, cho nên ở đây thầy lại đòi hỏi bạn phải tư duy trước. Nào, không tư duy thì bạn khó mà hình thành được những cái tâm thái tốt đẹp khi bạn vào khóa tu lắm. Cho nên bạn hãy tư duy về Phật Pháp Tăng Tam Bảo trước, về sự cứu độ lợi ích của Tam Bảo trước. Khi tư duy cái đó kỹ rồi thì bạn sẽ có một cái tâm thái tốt, bạn dễ hình thành được cái tâm thành kính, tâm tin tưởng, tâm nương tựa và tâm tinh tấn. Ba cái tâm đấy thì sẽ giúp cho bạn tham dự khóa tu, bạn sẽ được rất nhiều công đức và chuyển hóa nghiệp tốt đẹp nhé. Thế còn bạn hỏi năm nay chùa mình sẽ tổ chức đàn lễ khi nào để cho bạn tham gia, thì thưa đại chúng, năm nay khóa lễ Lương Hoàng Bảo Sám chùa chúng ta được đổi vào tháng 8, sẽ bắt đầu khai đàn vào chiều ngày 23 tháng 8, tức là ngày Giỗ Tổ Tuệ Bích đấy, ở chùa chúng ta. 23 tháng 8 là ngày Giỗ Tổ, thì buổi sáng là Giỗ Tổ và buổi chiều là sẽ chương trình khai đàn Lương Hoàng Bảo Sám nhé. Thầy cũng thông báo luôn để đại chúng biết và cho bạn Thúy Đào biết, để hôm đó nếu có duyên thì sẽ về tham dự cái đàn lễ khai đàn Lương Hoàng Bảo Sám vào chiều ngày 23 tháng 8 này. Buổi tối thì có lễ trai đàn Trần Tế nhé. Đấy là hết cái câu hỏi của bạn Thúy Đào. Câu hỏi tiếp theo từ YouTube của bạn Trần Phong. Trần Phong hỏi rằng: Kính thưa Thầy, nếu con hay nói tục chửi thề thì có bị nghiệp hay quả báo gì không ạ? Nếu có những khi chúng con chỉ nói những câu đó như câu cảm thán chứ không có ý ác với ai thì có làm sao không ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Đó, Trần Phong nói rằng khi mà bạn thì hay nói tục này, hay chửi thề thì có bị nghiệp hay quả báo gì không ạ? Thế còn những lúc bạn ấy nói chỉ mang tính chất cảm thán chứ không phải có ác ý, ác tâm với ai thì có sao không? Thì Thầy xin trả lời bạn Trần Phong thế này. Nói tục, chửi thề nó thuộc về khẩu nghiệp. Tất cả những cái gì từ miệng mình phát ra nó thuộc về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp ấy có lành thiện hay không là từ cái ngôn từ mình phát ra với cái tâm thái thế nào. Nếu ngôn từ mình phát ra
là những cái lời không đẹp, không tốt, để chửi tục, để chửi thề này. Đấy là ngôn từ không đẹp, không tốt. Thế rồi nếu mà kèm theo cái tâm không tốt nữa, cái tâm ấy là sân hận, là thù oán mà hướng đến một ai, phải không? Thì cái tâm ấy sẽ kết nghiệp với cái người mình thù oán đó. Thế cho nên khi bạn nói những cái lời này, Thầy phân ra nếu mà lời nói không thôi, không có tâm thù oán với ai thì bạn vẫn mắc khẩu nghiệp không tốt, gọi là khẩu nghiệp bất thiện nhé. Và khẩu nghiệp bất thiện vẫn cho quả bất thiện nhé. Quả bất thiện của bạn có thể sau này miệng bạn là sao không được đẹp, có khi nó bị co rúm vào, hoặc là nó nói nó không ra lời, ra hơi tròn tròn chữ, tròn tiếng. Đấy là do cái khẩu nghiệp không tốt, mình thốt ra những lời không tốt. Thế còn nếu khẩu nghiệp lại còn kèm theo tâm, nếu tâm bạn lại hướng đến ác ai, thù ai, hại ai với những lời đó, thì bạn sẽ kết nghiệp với cái người đó. Và ân oán có thể trong kiếp này hoặc kiếp sau gặp nhau để trả ân, trả oán với nhau. Đó, để cho nên chúng ta hết sức cẩn thận. Không bao giờ chúng ta đã là cái người mà hiểu được nhân quả Phật Pháp, thì không bao giờ chúng ta dù là nói chơi cũng không nói những cái lời không đẹp. Đã là miệng chúng ta nói ra phải nói những lời tốt đẹp. Đó, dù là nói chơi, không có ác ý với ai, nói đùa cũng không nói những cái từ tục tĩu, những cái lời không đẹp. Nó đều có nghiệp quả hết đấy. Chúng ta nhớ như vậy, nghiệp nó không có chừa, đã có hành vi là sẽ có nghiệp nhá. Cho nên Thầy khuyên bạn, bạn nên tránh đi, bỏ cái thói nói tục chửi thề đi nhá. Nó đều không tốt đẹp cho cái khẩu nghiệp của bạn kiếp này và kiếp sau. Đó. Rồi, hôm nay Thầy xin trả lời hai câu hỏi thôi nhá. Đại chúng cũng dừng đây. Tiếp theo là cái phần chúng ta sẽ nghe những câu chuyện chuyển nghiệp. Chúng con kính bạch trên sư phụ, chúng con xin thành kính cảm niệm ơn đức của sư phụ đã từ bi mà ban bố những dòng pháp nhũ để cho hàng Phật tử tại gia chúng con cũng nhờ đó mà có được niềm hạnh phúc an lạc, và cũng từ nơi sư phụ mà bao nhiêu mảnh đời được đổi thay tích cực, những đau khổ vì tật bệnh nhờ Phật pháp mà đã được khỏi bệnh. Số lượng bài viết cảm nhận hạnh phúc khi được chuyển những nghiệp khổ đã được các Phật tử đăng tải rất nhiều trên nhóm cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng do thời lượng chương trình có hạn nên chúng con xin được đọc lên những dòng cảm xúc hạnh phúc của đại diện ba Phật tử đã có nhờ lòng tin kiên cố vào Tam Bảo, nương tựa vào sư phụ và đại tăng mà được chuyển hóa nghiệp khổ và khỏi bệnh. Sau đây chúng con xin kính thỉnh sư phụ, chư tăng ni và đại chúng cùng nghe những dòng cảm nhận hạnh phúc của các Phật tử. Câu chuyện số 1 mang tên Chuyển nghiệp vảy nến nhờ tu bài số 8. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni chùa Ba Vàng, kính thưa cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, thưa các đạo hữu. Con tên là Nguyễn Thị Thu, pháp danh hiệu Diệu Thư, con đang sinh hoạt tại đạo tràng Thái Phổ, Vân Cơ, Phú Thọ. Con xin được kể câu chuyện chuyển nghiệp trên thân con ạ. Nhờ tu học Phật pháp, con đã khỏi được rất nhiều bệnh trên thân, đặc biệt là bệnh nấm, vẩy nến da đầu. Con đã bị bệnh này 5 năm rồi. Lúc đầu con cũng không biết bị bệnh, cho đến một hôm đi làm về, chị bạn đi cùng con bảo với con rằng: sao đầu bẩn thế, lâu không gội à? Con bảo vừa gội tối qua xong mà. Về nhà soi gương, con thấy đầu trắng xóa rất nhiều gầu, từng mảng vảy gầu bốc ra trên tóc. Đến hiệu thuốc, họ bảo con bị nấm da đầu và bón cho dầu gội, thuốc uống, dùng được một tháng không đỡ, đầu con vẫn rất ngứa và tóc bắt đầu rụng nhiều. Con quyết định đi khám và làm xét nghiệm. Bác sĩ chẩn đoán con bị vảy nến và nói rằng bệnh này rất khó khỏi, phải điều trị lâu dài. Bác sĩ còn kê cho con thuốc, có đến 4 loại thuốc trộn với nhau để bôi. Bôi thuốc con thấy rất đau đầu nhưng vẫn cố chịu. Khi hết một liệu trình, con cũng thấy đỡ, nhưng rồi một thời gian rất ngắn lại tái phát và còn nặng hơn, lan xuống tai, trán và mặt. Con lo lắng vô cùng và cũng rất ngại khi phải giao tiếp và tiếp xúc gần với mọi người. Con thường xuyên phải bôi kem dưỡng ẩm để cho các lớp vảy đỡ bong ra. Con lại tìm đến các bài thuốc đông y, gội đầu bằng các loại lá, nhưng cũng không khỏi và rất tốn kém. Con rất buồn và tuyệt vọng vô cùng. Con vào Facebook và đọc được trang cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày.
Lúc đó niềm tin về Phật Pháp trong con rất lớn. Con nghĩ mình phải tìm đạo tràng để tu tập và con đã xin vào đạo tràng Thái Phổ, Vân Cơ, Phú Thọ thuộc câu lạc bộ Quốc Vàng tập tu Lục Hòa, chùa Ba Vàng. Thấy các đạo hữu nhờ tu học Phật Pháp mà được chuyển rất nhiều nghiệp, niềm tin trong con lại càng thêm lớn. Con được quy y Tam Bảo, thỉnh đạo tràng về khai đàn tu tập quyển 8 và đã kết đàn. Con cũng kết hợp chân thật sám hối với các ăn gia trái chủ, phát nguyện cúng dường hồi hướng và tích cực tu tập các chương trình của chùa. Ngoài ra, con cũng sử dụng phương pháp đun nước tắm gội bằng lá dâu mà cô chủ nhiệm thấy biết được từ sự tu tập. Thực hành được gần một tháng, bệnh của con đã có chuyển biến rõ rệt. Con không còn ngứa và rụng tóc nữa. Các nốt mẩn đỏ cũng biến mất hết và da đầu con dần được trở lại bình thường, đến nay đã khỏi hẳn. Ôi, con thấy mình thật hạnh phúc vô cùng khi được là Phật tử của chùa Ba Vàng, được tu tập theo chính pháp. Con còn được chứng nghiệm rất nhiều điều nhiệm màu của Phật Pháp nữa ạ. Con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân ân đức trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni chùa Ma Vàng và cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng. Con xin tri ân Pháp Lục Hòa. Con cầu xin hồng ân Tam Bảo giao hộ cho sư phụ của chúng con tứ đại điều hòa, trụ thế sa bà dài lâu để hoàng dương chánh pháp, cứu khổ chúng sinh. Con xin kính chúc cô chủ nhiệm luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc để sách tấn chúng con trên bước đường tu học. Con xin cảm ơn các đạo hữu trong đạo tràng Thái Phổ Vân Cơ Phú Thọ đã luôn giúp đỡ động viên con tinh tấn tu tập ạ. Vâng, xin thỉnh toàn thể đại chúng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để tùy hỷ và đăng thán với câu chuyện cập nhật hạnh phúc trên đây của Phật tử Nguyễn Thị Thu ạ. Qua việc tích cực tu tập sám hối và sử dụng phương pháp chuyển hóa bệnh nấm vẩy nến trên da đầu bằng lá dâu mà cô chủ nhiệm thấy biết được từ sự tu tập, bệnh của Phật tử chuyển biến rõ rệt, đến nay đã hoàn toàn khỏi hẳn. Mặc dù trước đó từng đi khám, dùng đủ các loại thuốc mà không khỏi. Một lần nữa xin chúc mừng Phật tử Nguyễn Thị Thu. Tiếp theo, con xin đọc câu chuyện cảm nhận hạnh phúc số 2 ạ. Câu chuyện số 2 có tên Con gái hết bị dị ứng cơ địa tranh da bẩm sinh do mẹ sám hối thay và cúng dường trên từng hiện tượng. Con kính thưa sư phụ cùng đại tăng, thưa cô chủ nhiệm và toàn thể quý Phật tử. Con tên là Ngọc Bích, hiện đang sống tại Thượng Hải, Trung Quốc. Con gái nhỏ của con từ khi sinh ra đã mắc bệnh dị ứng đạm thuộc dạng nặng. Hơn một tháng tuổi, mặt và cơ thể của cháu nổi đầy vết lằn đỏ giống như bị ghẻ. Con đã bôi rất nhiều thuốc cho cháu, nhưng chỉ đỡ và ngưng thuốc là lại tái phát. Mọi người chỉ gì con đều làm theo, từ mua lá về tắm, mua thuốc vộp về bôi, đến dùng thuốc đông, tây y, đủ loại nhưng cũng không khỏi. Hai vợ chồng con đi khám ở vài bệnh viện lớn nhất Thượng Hải thì bác sĩ chẩn đoán cháu bị dị ứng đạm sữa mẹ. Con nói vậy để con cai sữa cho bé, nhưng bác sĩ khuyên sữa mẹ là tốt nhất và bảo con kiêng một số thức ăn như sữa, thịt bò, tôm, cá biển, một số loại rau. Tuy nhiên, mặc dù con đã kiêng không ăn mà cháu vẫn bị dị ứng loét hết cả mặt và lan khắp cơ thể, rất ngứa ngáy khó chịu, hai vợ chồng con khổ tâm vô cùng. Bác sĩ nói đến khoảng 6 tháng, có thể em bé sẽ tiếp nhận đạm, nhưng đến khi cháu được hơn 1 tuổi bệnh mới đỡ hơn. Khi cháu được 1 tuổi rưỡi, con cai sữa cho cháu và cho ăn sữa công thức, cùng với một số loại thức ăn thông thường, vậy mà vẫn rất khổ sở. Cháu ăn trứng, ăn bơ dị ứng, hầu như ăn gì cũng bị ngứa ngáy khó chịu, đêm không ngủ được, gia đình con đã dần quen với việc con gái bị dị ứng. Đỉnh điểm là cách đây vài tuần, con đang tu bài 8 trên nghiệp thất thoát tài sản và quan sai tù tội, thì tự nhiên trong một tuần đó, con gái quấy khóc đêm, suốt từ 1 giờ sáng đến 2 giờ sáng mới ngủ, ngày nào cũng khóc và gãi, nổi mẩn đỏ khắp người và liên tục rên rỉ. Nhiều lúc con mệt, dỗ không được, con bực mình đánh cho mấy phát vào mông, thì cháu càng khóc to hơn. Ngày nào cũng thế, hàng xóm còn lo lắng hỏi, sao dạo này đêm cháu khóc nhiều thế? Nhà con ở chung cư tầng 4 mà cháu khóc đến tầng 6 và tầng 1 đều nghe thấy. Chồng con nói rằng hay là có thế giới tâm linh đang chọc phá con gái. Bởi lẽ tại sao gần 10 ngày nay cứ đúng giờ này là con gái dậy và quấy khóc? Ban đầu con chỉ nghĩ là cháu bị con gì cắn hay bị dị ứng thông thường thôi. Nhưng vào một đêm nọ, lúc đó là gần 2 giờ sáng,
con gái con khóc mãi không ngừng. Con bế cũng khóc, ôm cũng khóc, cho linh võng du cũng khóc. Con lật áo lên thì thấy cơ thể cháu nổi đầy mẩn đỏ, sờ vào thì nóng. Tiếng khóc của con gái lúc đó khiến như con bị cắt từng đoạn ruột. Cháu giãy giụa, gái la hét rất lớn và làm con sợ vô cùng. Con vội vàng quỳ xuống bạch Phật trong hư không. Con thay con gái con sám hối với Phật và Bồ Tát, xin sám hối với các oan gia trái chủ tác động lên con gái con. Con vừa khóc vừa sám hối chân thành và nguyện ngày mai khi trời sáng sẽ cúng dường hồi hướng cho các oan gia trái chủ. Thì lập tức con gái con hết khóc và ngủ rất ngon tới 9 giờ sáng hôm sau. Sau đó con cúng dường trên từng hiện tượng với số tịnh tài rất nhỏ thôi và thêm mục chư thiên chư thần hợp duyên với con gái. Thì đêm đó cháu không khóc và ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, những vết mẩn đỏ đó đã lặn 90%, toàn cơ thể từ tay, đùi, bụng đã lành lặn hẳn. Tuy nhiên, lúc đó con cũng chưa thật sự tin, chỉ nghĩ là ăn may thôi, có thể là sau vài ngày nữa bệnh sẽ tái phát. Mãi cho tới hôm nay đã gần một tháng, con gái con không hề bị tái phát, không hề bị dị ứng hay ngứa, mà đêm lại ngủ ngoan và sâu giấc. Vì thế mà vợ chồng con cũng được ngủ ngon, sáng dậy ai cũng khỏe người. Làn da của cháu đã mịn màng hơn theo đúng làn da của trẻ em, không còn bị sần sùi mà chỉ còn lại những vết thâm mờ và đang chuẩn bị hết dần. Bây giờ con mới hoàn toàn tin vào thế giới tâm linh xung quanh tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Con đã nghĩ căn bệnh này thế sao theo con gái con suốt đời. Thế mà dạo này con thử cho cháu ăn tôm, thịt bò thì cháu vẫn bình thường, đêm ngủ vẫn ngon, không bị hiện tượng như trước đây nữa. Con xin tri ân Phật, tri ân Pháp, tri ân Sư Phụ và Đại Tăng Chùa Ba Vàng cùng cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng. Xin tùy hỷ các đạo hữu đã viết bài lên nhóm cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày, bởi mỗi lần con trở nên lười biếng, thối chí tu tập là con lại vào trang cảm nhận hạnh phúc, đọc những câu chuyện chuyển nghiệp của mọi người và được tiếp thêm niềm động lực rất to lớn. Con cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ban Cán sự Đạo Tràng Phật tử xa xứ châu Á. Mặc dù mọi người rất bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian để đồng hành và trợ duyên cho con. Vâng, thưa toàn thể đại chúng, quả là một câu chuyện chuyển hóa rất đặc biệt phải không ạ? Xin chúc mừng gia đình Phật tử Ngọc Bích đã chuyển hóa khỏi được bệnh dị ứng ra cơ địa bẩm sinh của con gái nhờ nương tựa Tam Bảo, tích cực sám hối và tác phúc hồi hướng cho bệnh. Các Phật tử dẫu ở nơi xa xứ, nhưng nhờ lòng tin kiên cố nơi Tam Bảo, thực hành Pháp nên vẫn được chứng nghiệm sự linh diệu của Phật Pháp. Sau đây, con xin đọc câu chuyện cảm nhận hạnh phúc số 3. Câu chuyện số 3, nhờ tu học Phật Pháp mà thay đổi vận mệnh của cả gia đình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa cô chủ nhiệm và các đạo hữu. Tên con là Đinh Thị Phương, pháp danh Tâm Đoan, hiện con đang tu tập tại đạo tràng Minh Chiếu, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Con xin chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp tà kiến, nghiệp trầm cảm của con trai, nghiệp thất thoát tài sản của gia đình, nghiệp bệnh trên thân của con. Trước kia, do vô minh con chưa biết đến Phật Pháp, gia đình con có lập bàn thờ điện, rồi đi mở phù hầu đồng, cầu khấn đền nọ phủ kia rất nhiều nơi và tốn rất nhiều tiền. Công danh sự nghiệp của con cái thì không thấy đâu, chỉ thấy cuộc sống ngày một chật vật, vất vả, gia đình lục đục, hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng con sinh được hai người con, một trai, một gái. Con gái lớn đi lấy chồng, còn cậu con trai học xong phổ thông thì đỗ vào cao đẳng chuyên ngành y. Khi ra trường, cháu không xin được việc làm nên đã đi xuất khẩu lao động sang Nhật 5 năm. Nhưng sang bên đó vì tin tưởng bạn bè, làm được bao nhiêu, con trai cho bạn vay hết, đến lúc cần lại không đòi được và phải tay trắng trở về nước. Về nước được một thời gian thì cháu cũng lấy vợ. Hai vợ chồng chuyển lên Hà Nội làm ăn và đầu tư kinh doanh buôn bán được 2 năm thì đều thua lỗ, mất hết. Khi đó, cháu hết hy vọng vào cuộc sống, không muốn làm ăn gì, hàng ngày nhốt mình trong phòng, không chịu giao tiếp với ai, dần dần như người trầm cảm. Chồng con thấy vậy nên than vãn trách móc con là đẻ ra nó giờ phải khổ với nó, áp lực càng đè lên thân tâm con mà
không biết phải làm sao. Thế rồi, duyên lành đã đến với con khi con được đạo hữu giao duyên vào đạo tràng tu tập. Chồng con thấy vậy cấm cản không cho con tu. Anh nói rất nhiều câu phỉ báng khó nghe, không phụ giúp công việc nhà để cho con không có thời gian tu tập hay tham gia phận sự. Nhưng niềm tin vào Phật Pháp với con không lay chuyển. Sau khi được đạo tràng hướng dẫn trợ duyên khai đàn bài số 8, hàng ngày con tinh tấn lên 2 đến 3 thời khóa, dù bị cản trở, nhưng con vẫn cố gắng thời gian tranh thủ đi trợ duyên cho các gia đình. Nhiều khi phải đi bộ đoạn đường dài, con cũng đi vì khi ở đó, chỗ con còn nhiều người chưa biết đến Phật Pháp. Kể từ ngày trở thành Phật tử Chùa Ba Vàng, con hiểu được là gia đình có thờ điện, bùa chú, làm các việc tà kiến là không tốt lành. Rồi nhân duyên gia đình được thỉnh Chư Tăng Chùa Ba Vàng về giải điện. Thật nhiệm màu, từ khi Chư Tăng giải điện kết hợp với tu bài số 8 trong thời gian ngắn mà con trai con đã thay đổi hoàn toàn. Cháu nói chuyện, giao tiếp với mọi người nhiều hơn, rồi tự cháu đi tìm việc và cũng tìm được công việc ưng ý. Công việc kinh doanh của cháu hiện nay rất thuận lợi. Cháu đã biết trích một phần tiền lợi nhuận mỗi khi mẹ về chùa để đặt lên tam bảo. Còn chồng con, kể từ ngày được các thầy về giải điện cho, rồi thấy sự tu tập của con có nhiều thay đổi cho gia đình, anh không còn cấm cản con mà lại rất hoan hỷ ủng hộ việc con tu tập. Tháng 2 năm Nhâm Dần vừa qua, anh đã về chùa quy y tam bảo, hạnh phúc cứ nối tiếp nhau đến với con. Con tin rằng những may mắn đó là nhờ nhân duyên tu tập, công đức được tăng lên thì những cái khổ của gia đình con cũng không còn nữa. Chồng con tuy chưa cùng vợ lên thời khóa, nhưng hàng ngày đều nghe Pháp và trông cháu cho con để con có thời gian tu tập và làm phận sự. Cũng từ anh mà nhiều gia đình hàng xóm được gieo duyên với Phật Pháp cùng nhau đăng ký về chùa tu học. Bản thân con bị bệnh đau nhức xương khớp, cổ tay chân, hàng ngày con cũng bị những cơn đau hành hạ, mặc dù có đi chữa trị và uống thuốc rất nhiều nơi nhưng không khỏi. Vừa qua, Chùa Ba Vàng tổ chức khóa tu mùa hè, trong tâm con thật sự rất muốn đi làm phận sự, nên được sự sách tấn của cô chủ nhiệm. Con quyết định đăng ký lên đạo tràng, chồng con lo lắng cho bệnh tình của vợ, nên anh không muốn cho con đi, nhưng con vẫn quyết định đi. Hôm mùng 4 tháng 6 năm Nhâm Dần, con về tới chùa, có phần lo lắng, nhưng con bạch Phật giao hộ cho con làm tốt các phận sự và xin hồi hướng cho các vong linh đang tác động trên thân bệnh của mình. Thật phi diệu, trong ngày đầu con cảm thấy rất khỏe, không thấy đau nhức gì nữa, cho đến tận bây giờ đã gần một tháng sau khóa tu. Phật Pháp là tài sản món quà vô giá đã cứu con và gia đình con. Con muốn nói hàng vạn, hàng ngàn lời tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ và Đại Tăng. Con xin tri ân cô chủ nhiệm, xin cảm ơn các đạo hữu trong đạo tràng Minh Chiếu Hiệp Hòa Bắc Giang luôn đồng hành và sách tấn con trong việc tu tập. Mọi sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất, con cũng xin khắc ghi và trân trọng. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vâng, con xin thưa thầy đại chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để tán thán và tùy hỷ với câu chuyện chuyển hóa đặc biệt vừa rồi ạ. Vâng, nhờ giữ vững lòng tin nơi Tam Bảo, tích cực tu tập và làm phận sự mà Phật tử Đinh Thị Phương đã không chỉ chuyển hóa nghiệp bệnh trên thân của bản thân mình mà còn giúp con trai chuyển hóa bệnh trầm cảm, công danh sự nghiệp phát triển, gieo duyên cho chồng được biết đến Phật Pháp, không còn cản trở vợ nữa mà tích cực trợ duyên cho vợ tu tập và làm phận sự. Một lần nữa, xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để tùy hỷ và tán thán với các câu chuyện vi diệu của các Phật tử ạ. Vâng ạ, chúng con xin thành kính cung thỉnh Sư Phụ có đôi lời chỉ dạy cho các Phật tử ạ. Chúng ta mới khi nghe Pháp xong, được nghe những câu chuyện chuyển nghiệp, Thầy nghĩ cũng giống như được uống thêm một viên thuốc bổ. Chúng ta tăng trưởng lòng tin với Tam Bảo, với chính Pháp. Đó thì Thầy rất là mong các Phật tử chúng ta, bất kỳ ai có những cái sự chuyển nghiệp, chúng ta đều có thể viết bài nhé. Chúng ta đăng lên để không những là chúng ta tri ân Tam Bảo mà chúng ta cũng giúp cho nhiều người nữa có được đức tin nơi Tam Bảo để chính họ được lợi ích. Đó, thế thì những câu chuyện chuyển nghiệp Thầy nghĩ là sẽ còn rất là nhiều. Chúng ta sẽ còn được nghe rất nhiều và cũng rất là hay.
Và mỗi câu chuyện như thế đều giúp cho chúng ta có thêm được những cái năng lượng tốt để chúng ta tinh tấn tu tập nhé. Thì Thầy mong đại chúng vững lòng tin với Tam Bảo mà tinh tấn tu tập để được lợi ích như tất cả các đạo hữu của mình. Kính thưa đại chúng, Thầy xin đọc câu hỏi từ Facebook của bạn Lanh Thùy. Kính thưa Thầy, vào dịp đầu năm ở nhiều nơi thờ tự thường đặt sẵn bùa bình an đã trì chú để du khách thập phương đến lễ và xin bùa. Chỉ cần đặt một chút lễ nhỏ là đã có thể thỉnh được bùa bình an dạng in cho mình và người thân của mình. Bùa bình an có thể để ở đằng sau ốp điện thoại, để trong ví tiền hoặc ở bất cứ đâu để mang theo bên mình. Con thưa Thầy, bùa bình an có thật sự mang lại may mắn không ạ? Và theo quan điểm đạo Phật, để một năm mới bình an cần phải làm gì ạ? Kính xin Thầy chỉ dạy cho con được rõ ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Lanh Thùy, bạn hỏi về cái bùa, và đây là bùa bình an. Thì chúng ta có thể ngay lập tức chúng ta phân tích được ngay. Nếu quả thật cái bùa bình an mà đem lại bình an được, phải không? Thì sẽ không còn ai bị bệnh tật, bị tai nạn, bị đói khổ nữa. Nếu có cái bùa này mà đem lại bình an thật. Đại chúng thấy không? Bây giờ Thầy chỉ hỏi liệu bùa bình an này có bằng Đức Phật không? Không thể bằng Đức Phật được rồi. Mà Đức Phật còn cũng không thể đem lại cho bình an cho tất cả như thế này được, nếu chúng ta không thực hiện lời Phật dạy. Chúng ta thấy không? Đức Phật là phúc vô lượng, Ngài cũng không thể đem phúc của Ngài, Ngài nhón phúc của Ngài mà Ngài cho chúng ta được, để chúng ta có phúc báu, để chúng ta đầy đủ, chúng ta không khổ đau, chúng ta bình an. Đấy, như vậy chúng ta thấy là thật sự là không thể có cái bùa nào mà đem lại bình an thật cho chúng ta cả. Chúng ta suy ra ngay, bằng con mắt trí tuệ là thấy ngay, làm gì có. Đấy, nhưng ở đây nó có thế này, Thầy nó phân tích về mặt bùa. Thì có một cái loại bùa gọi là bùa tâm lý. Tức là khi mà chúng ta cầm cái lá bùa này có thể làm cho ta tâm lý ta cảm thấy là yên tâm. Thì thôi cũng được, trấn an tâm lý thì cũng được, nghe không? Và đa phần là cái loại bùa này là chính. Chẳng biết là ông thầy bùa ông viết cái gì, ông chú cái gì đấy, nhưng mà thôi cứ bảo đây là bùa bình an đấy, ta đút vào trong cặp, trong ví là ta yên tâm, hay đeo vào trong ngực này là yên tâm. Cảm giác thế. Thế là yên tâm về mặt tâm lý. Chúng ta nhớ tâm lý nó khác với lại sự thật. À, tất nhiên tâm lý nó cũng ảnh hưởng đến chúng ta. À, thế thì đấy là cái thứ nhất, là cái dạng bùa bình an theo kiểu tâm lý. Còn cái dạng bùa thứ hai là cái dạng bùa quả thật nó có tâm linh thật, thưa đại chúng. Bùa ngải nó có tâm linh, không phải không có. Có những cái loại, có những cái thầy bùa, thầy phù thủy, người ta cũng có thể, người ta yểm tâm linh vào đó, người ta chú nguyện vào đó, vào cái lá bùa đấy. Nhá. Họ có những cái phần âm binh, họ có thể yểm, họ có thể chú nguyện, họ có thể sai khiến những âm binh đi theo cái lá bùa đó. Đó. Thì trong Kinh Phật cũng có kể câu chuyện chính Ngài A Nan đấy, là bị cái bùa chú của Katimala đấy, mà nó làm cho Ngài cũng bị mê mờ, suýt nữa Ngài bị phá giới thể. Thế thì cái bùa chú nó cũng có cái năng lực. Thế thì năng lực ấy nó ở đâu ra? Năng lực ấy nó chính là do những cái chúng sinh nó đi theo cái bùa chú này. Mà đa phần chúng sinh đi theo cái bùa chú này là chính cái chúng sinh ở cái cấp rất là thấp, thấp kém. Mà cái tính si, tính tham của nó rất là nhiều. Tham sân si nó rất nhiều. Đó, vì nó ở cái dạng rất là thấp, cho nên nó mới bị cái ông thầy bùa, ông có thể sai xử nó được, mà nó đi theo bùa. Nha. Thế thì đây Thầy nói là cái dạng bùa thứ hai. Cái dạng bùa thứ nhất là bùa tâm lý, thì không nói làm gì. Thôi, có cái bùa đấy thì có yên tâm một tí, tâm lý tí thôi. Còn cái dạng bùa thứ hai là bùa có tâm linh, nó có tác động. Thế nhưng chúng ta biết đấy, đã là chúng sinh ấy, mà đi theo cái bùa này là cái dạng rất là cấp thấp. Thầy nói là những chúng sinh này nó giống như ở đây Thầy nói này, là cái dạng mà những cái dạng chúng sinh mà đầu đường xó chợ, gọi là du thủ du thực đấy.
Cũng giống như mình đi ra, tự nhiên mình đi mình quơ một mớ đầu đường xó chợ du thủ du thực về, đi theo tao. Thì đại chúng thấy cái nhóm đấy nó đi theo mình, nó cũng làm được vài việc. Nhưng mà sau đó đại chúng thấy thế nào? Nó sẽ hành mình khổ rất nhiều. Đại chúng thấy không? Tự nhiên mình chiêu một đống du thủ du thực, du côn đầu đường xó chợ về nhà mình, rồi mình bảo bảo về đây tao cho ăn, cho nó ăn, thì bảo nó làm vài cái nó làm. Nhưng sau đó đại chúng thấy không? Vì nó có tu tập đâu, nó có phước báo đâu, cho nên nó hành chúng ta sẽ rất là khổ. Hành chúng ta rất khổ, nó là thế đấy. Cái chúng này này, nó cũng mỗi đứa một ý, rồi nó cũng đủ tham sân si lên, phải không? Rồi lúc cái điều phối cái nhóm này rất là mệt. Mà chẳng phải là mình dùng bùa đâu, mà cái ông thầy làm ra cái bùa này cũng nhiều khi cũng bị nó phản. Tựa đại chúng, không phải chuyện thường đấy. Và bảo là nó làm được cho mình ấy, thì nó làm thế nào? Nó cũng làm không ra ngoài cái nhân quả và phước báo của mình được. Nó không thể làm ngoài cái nhân quả, cái nghiệp quả, phước báo của mình được đâu, thưa đại chúng. Đó. Thế nhưng mà rồi có thể cái hậu quả của nó rất là nặng. Đấy, có ai bây giờ tự nhiên đi ra ngoài chợ đi, phải không? Đi chiêu một đám du thủ du thực về nhà mình không? Phải không? Thực sự mà nói, thực sự là nó nguy hiểm đấy thưa đại chúng. Gọi nó về có nhờ nó làm việc gì thì cũng phải nhìn mắt trước mắt sau, không thì nó thó mất cái này cái kia. Nó thật rất là mệt với cái nhóm này, phải không? Rất là mệt. Đấy, những cái chúng sinh mà đi theo bùa chú là đa dạng, đa phần là những cái dạng đó, chứ không phải có những cái vị thần oai đức đâu, không có đâu. Ai đức không ai ta đi theo, là những cái dạng chúng sinh mà rất là thấp kém, căn cơ rất là hạ liệt, nó mới bị sai sử, nó mới bị như vậy, thưa đại chúng nhé. Đó, thì cho nên ở đây thầy nói là cái mà giúp ấy, cái bùa mà tâm linh này giúp mình thì ít mà sẽ hại mình thì nhiều. Cho nên chùa chúng ta phải đi giải rất nhiều những cái bùa chú linh tinh như vậy. Có nhiều vị mang mấy cái bùa chấn điểm về nhà là từ đó nhà cứ lộn xộn hết lên. Thế ra là cái đám du thủ du thực này nó vào nhà mình thôi, có gì đâu, quậy lên. Nó thì ở cõi vô hình, mình có biết nó đòi hỏi cái gì đâu, cho nên mình thường làm trái ý nó, không hợp ý nó. Phải không? Nó muốn cái này mới kia, mình không biết, không cho, thế là nó quậy. Phải không? Lúc đầu rủ nó về đây và cho nó ăn một tí, thì nó theo về, nhưng bây giờ về nó mới tóe loe ra bao nhiêu chuyện nó đòi hỏi. Mình có biết đâu. Phải không? Nó là vô hình, mình không biết. Ví dụ trường nó hiện hình ra, nó bảo ông bà cho tôi cái này thì tôi sẽ giúp cho việc này. Nhưng nó có nói, có thế được đâu, mình có giao tiếp được đâu. Mình không thấy, không biết. Cho nên là mình nguy hiểm. Chơi với một cái đối tượng mình không hề biết nó là gì thì quá nguy hiểm luôn. Lại rước nó về, nó ở trong nhà mình nữa thì lại càng nguy hiểm. Đó, thế cho nên tại sao mà Phật mới nói là chúng ta không được, không nên dùng tất cả những cái loại bùa chú hoặc làm thầy bùa đem về ếm đối. Đó, trong bài sám hối chúng ta có đấy. Hoặc làm thuốc độc để hại sinh linh. Tất cả những cái đó chúng ta phải bỏ đi. Và tốt nhất là chính chúng ta ứng dụng Phật Pháp, chúng ta tu tập chuyển hóa nghiệp chướng của mình và tăng trưởng phước báu của mình, thì cái phước báu của mình tự nó chiêu cảm những cái điều tốt đẹp đến. Đó thưa đại chúng, nó là sự thật. Chứ còn nhờ mấy anh đám du thủ du thực này ấy, nó cũng không ra ngoài nhân quả nghiệp báo của mình, mà nó còn quậy mình mệt lên vì mình tạo cái nhân duyên xấu, mình kết cái duyên xấu với họ. Đó, thế cho nên khẳng định thứ nhất là không có cái bùa nào thật sự là đem bình an cho chúng ta. Vì nếu đem được thì Đức Phật đây này, nói vui, Đức Phật là cái bùa mà lớn nhất thế giới này. Và không những ngài là còn tâm nguyện luôn đấy. Nhưng ngài cũng có giải quyết được cái nghiệp của chúng ta đâu. Chúng ta nghiệp mình phải tự tu, tự chuyển chứ. Đấy. Cho nên Đức Phật mới nói là định nghiệp chúng sinh, Phật cũng bất khả chuyển, không thể chuyển. Đó. Thế thì cái bùa là cái gì? Phải không? Mặc dù nó có thể nó về nó làm cái nọ kia, nhưng mà không ra ngoài nhân quả nghiệp báo của mình thì tội gì mình phải nhờ đến chúng nó mà nó phiền hà ra. Rồi sau này nó còn quậy lại mệt hơn vì mình kết cái duyên với những cái bất thiện nhé. Đó, thế cho nên ở đây thầy khuyên quý Phật tử là không ai nên rước bùa về nhà, không nên mua bùa, không nên rước bùa làm gì cả, nghe không? Và nó thật sự không có lợi ích gì cho mình, làm phiền mình thêm, lo lắng thêm. Đó, thế thì chúng ta tốt nhất là học Phật, tu Phật, thực hành là Phật dạy, chính mình chuyển hóa nghiệp của mình và tăng trưởng phước báo cho mình. Đấy là cái phần an lạc chân thật nhất.
Câu hỏi thứ hai từ nick Facebook của bạn Ngọc Mai. Bạn hỏi rằng: Kính bạch Thầy, vợ chồng con đã quy y Tam Bảo tại chùa ở quê, nên ngày rằm vào mùng 1 con thường gửi hoa quả về và nhờ mẹ con ra chùa ở quê để dâng lễ hộ. Thưa Thầy, chúng con làm như vậy có được không và có được hưởng phước báu gì không ạ? À? Con kính xin Thầy trả lời giúp con xin cảm ơn Thầy. Đó, như vậy là bạn Ngọc Mai bạn hỏi rằng cái việc này gọi là cái việc dâng lễ hộ thì mình có phước báu gì không? Thầy tin rằng đa phần cái này Phật tử của chúng ta ở đây cũng đã biết cách trả lời rồi, đúng không? Và chắc là Thầy nghĩ là sẽ trả lời đúng đấy. Thì trước hết ấy, Thầy xin chia sẻ với đại chúng thế này. Chúng ta biết được cái việc phúc báu của cái việc cúng dường á, nó sẽ sinh ra từ ba cái nguồn. Cái nguồn thứ nhất là người dâng cúng, là cái người bố thí đấy, cái người bỏ tài vật ra để cúng dường nhé. Cái nguồn thứ hai là từ vật phẩm cúng dường. Cái nguồn thứ ba là cái người thọ nhận sự cúng dường đó, gọi là người thí, vật thí và người nhận thí. Phước báu nó chỉ sinh từ ba cái chỗ này thôi, không có ai ở đâu chen vào cả, đúng không đại chúng? Chỉ có ba chỗ này thôi. Trong cái quan hệ cúng dường hay là bố thí, nó chỉ có ba người thôi. Một là người cho, hai là vật cho, ba là người nhận. Chỉ có ba cái thành phần này thôi. Thì phúc báu sinh ra cũng chỉ ở trong ba cái này thôi, không có ai chen vào. Ông trời nào chen vào, ông thần nào chen vào cũng không chen được. Thì thứ nhất ý, phúc báu từ cái người bố thí hay người cho hay người dâng cúng. Người dâng cúng này tâm có trí thành hay không, có cung kính hay không, có thanh tịnh hay không, có hoan hỷ hay không, hay là tâm thì lại không thành kính mà lại vừa cúng vừa tiếc, cúng mang tính chất giống như là thí cùi ấy, phải không? Cái thừa đồ thừa không dùng được thì đem cho, cái đồ mình không quý nữa đem cho, cái đồ mình dùng chán rồi mình mới đem thí, đem cho, nó khác nhau. Cái người ta cúng nhờ cái đồ này người ta rất là quý, người ta rất là kính, cái này rất là tốt, rất là hay, người ta đem với cả lòng thành kính người ta dâng cúng. Đấy là cúng dường với tâm thành kính mà lại hoan hỷ cúng dường. Có người cúng xong lại tiếc. Bắt đầu cúng xong khỏi tay mình cái lại tiếc. Ừ, giá cái này để ở nhà mình dùng hay cho con mình dùng thì có khi lại đỡ. Đó, thưa đại chúng, không phải không có những cái tâm ấy đâu. Nhiều thứ ở cái người cúng này nó xảy ra lắm. Wow. Đi cúng thì lại lựa trong cái mớ hoa quả này thì quả chuối nào thâm nhất, đen nhất thì đem đến chùa cúng, quả nào ngon để đến cho con mình ăn chứ tội gì, ví dụ thế. Nhiều thứ lắm nữa đại chúng. Đó. Thế cho nên phước báu khác nhau. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà hai vợ chồng mà nhàn mày đấy, có mỗi cái khố thôi. Chồng mà đi ăn xin ấy thì chồng mặc vợ ở nhà ở chuồng, ở trong cái lều ở chuồng. Vợ mà đi xin thì vợ mặc mà chồng nhà ở chuồng. Thì hai vợ chồng này sau khi được nghe phong phanh người ta nói đây là quả báo, kiếp trước keo kiệt, không bố thí, không cúng dường, cho nên kiếp này nghèo khổ. Thì ông bà quyết định thôi mình phải bố thí thôi. Mà bây giờ nhìn trong cái lều nhà mình này có cái gì để bố thí đâu. Chả nhẽ nó rút máy lều bố thí không được, chui ở đâu. Nhìn đi nhìn lại có mỗi cái khố này thôi. Nên hôm ấy hai ông bà quyết định thôi, thôi bố thí cái khố này cúng dường đi, rồi thì sau thế nào hãy tính sau. Thế đúng hôm ấy ngài Anan đi khất thực qua đấy, đi qua cái khe cửa nhà ông ấy, thế là ông bà quyết định, hai ông bà quyết định là thôi cởi cái khố này ra cúng dường cho ngài. Vải ngày xưa quý lắm thưa đại chúng, vải vóc cái thời xưa quý lắm, không phải như mình bây giờ. Thế là bây giờ thì cởi ra rồi thì làm gì có áo quần gì, cho nên hai ông bà cứ phải đứng trong nhà mới cầm cái que mới đưa ra ngoài qua khe cửa. Bạch tôn giả là chúng con xin cúng ngài cái tấm vải này, hiểu không? Thế thì tôn giả ngang nhiên mà thế xong ông không ra đây bảo thưa tôn giả là chúng con có mỗi cái miếng vải này thôi để che thân, là chúng con lõa lồ này con không dám ra ngoài xấu hổ. Cho ngài cứ nhận cho chúng con đấy. Thì ngài Anan thấy ông bà này thành tâm quá thành tâm. Người ta còn một cái tài sản duy nhất, mặc dù nó không giá trị gì, nhưng cả tâm thành tất cả của người ta. Thế ngài Anan nhận, mà ngài Anan nghĩ mình nhận cái này cũng chưa xứng với cái tâm của người ta, mang về cúng cho Phật.
Lúc ấy Đức Phật đang ở trong cung của vua Ba Tư Nặc. Ngài dâng lên, Ngài bạch Thế Tôn, có vợ chồng nhà ông ăn mày nghèo này, còn mỗi cái khố cúng con phải dâng cúng Phật, chứ con không chứ không dám dùng cái khố này. Thế Đức Phật nhận cái khố đấy ngay trước mặt vua Ba Tư Nặc ấy. Đó. Thế thì vua Ba Tư Nặc mới hậu, trời đất ơi, sao trong đất nước mình ấy, trù phú thế này mà vẫn còn có những cái gia đình nghèo khổ đến nỗi có mỗi một cái khố. Thì đúng là quả phước của vợ chồng này phát sinh ngay. Khi mà thấy Đức Phật nhận cái khố này từ tay Ngài A Nan, và Ngài A Nan bạch lên câu chuyện của ông vợ chồng ông già ăn mày này, thì Đức Vua lập tức ra lệnh cho quân chúng về cùng coi như là khênh áo quần lụa là vàng ngọc đến tặng cho ông bà này. Thưa đại chúng, đấy Phật, Đức Phật nói đấy là, đấy mới chỉ là hoa báo thôi. Còn quả báo thì ông bà này còn rất nhiều phước báo nữa. Hết đời này còn sinh lên thiên ở trên trời, bao nhiêu kiếp ở trên đấy hưởng thụ phúc báo, rồi sau này lại được tái sinh xuống trần gian, và lại còn được đi tu và đắc đạo nữa. Đấy thưa đại chúng, đấy thì cũng chỉ là một cái vật cúng rất là đơn sơ thôi, nhưng cả cái tâm thành của người ta đó. Hay là cái câu chuyện bà già nghèo đi xin ăn ấy, được mấy đồng mua dầu về cúng Phật ấy, mà cái đèn ấy đốt suốt cả đêm không bao giờ tắt, gió gì thổi cũng không tắt, là do cái tâm thành của người ta. Cho nên chúng ta biết phúc báu đầu tiên sinh ra từ tâm của người cúng dường là cái thành phần thứ nhất, nó hết sức quan trọng. Cho nên chúng ta đến cúng dường với Tam Bảo, cái gì chúng ta với tất cả tâm thanh tịnh, thành kính, trong chân thành, và với cái tâm mà vì Phật Pháp nữa thì nó lại càng rộng lớn, càng lớn. Chứ không phải con cúng để cho con mong cái này, cho con được giàu, cho thì nó vẫn nhỏ. Cái tâm này tâm bị đóng khung rồi. Còn con cúng con mong cho, ví dụ cúng dường Tam Bảo, mong cho Tam Bảo được trường tồn, cúng dường chúng tăng, mong cho chúng tăng có đủ sức khỏe để tu tập, để chứng thánh quả, để độ vô lượng chúng sinh, thì phước mình nó lại nhân lên. Nó là như vậy, chúng ta phải tư duy được cái tư duy đó. Nghe không? Đó. Cũng, ví dụ chúng ta cũng đi hiến máu, nhưng chúng ta đi hiến máu cũng chỉ nghĩ là ôi giời, hiến mấy cái máu này, hiến ta đi hiến máu để cho có máu mới cho ta khỏe lên. Có nhiều người chỉ nghĩ thế thôi, vì nghe người ta bảo đi hiến máu là mình khỏe lên, sẽ có máu mới nó sản sinh ra. Thế là do mình muốn có khỏe lên cho mình đi hiến máu, thì phước báu nó rất ít. Nhưng ta đi hiến máu là thật sự ta nghĩ đây là một sự hy sinh thật sự, đây là để cho ta mong cứu được mạng sống của người, mong cho nhiều người được thoát khổ, và mong cho mọi người được an vui. Và ta đi hiến máu này vì cái tâm muốn xả thí cái thân này, biết cái thân này là cái thân tạm bợ, cái thân này là cái thân trước sau nó cũng phải chết, trước sau nó cũng thành đất, nó cũng thối rữa ra. Bây giờ không bố thí đi thì sau này phí, sau này thành là cái xác chết, có cho không ai nhận. Đúng không đại chúng? Lúc sống này cho người ta còn quý chứ, mà mai mốt cái xác chết ấy, có ai dám ra đấy mà xin không? Cho nên người ta bảo là cái đầu người không quý bằng cái thủ lợn là thế đấy, đại chúng. Đúng không? Đấy, bây giờ cứ bảo mang cái đầu người ra chợ bán có ai mua đâu, nhưng mà đầu lợn khối người mua đó. Người mà chết rồi thì chả còn giá trị gì. Nhưng cho nên là ngay lúc sống này ta biết bố thí, ta biết xả cái thân này, phát nguyện như vậy cái phước nó rất lớn. Hay lại vì phát nguyện bồ đề mà chúng ta hiến máu thì phước báu lại lớn nữa, và cái đấy nó còn dẫn chúng ta sau này để chúng ta thành tựu đạo quả bồ đề. Cho nên đại chúng thấy không? Cho nên nếu không học Phật Pháp làm sao biết? Cùng nắm chỉ nghĩ hiến máu là hiến máu, hay là hiến máu để cho mình có máu mới cho nó khỏe đấy, làm sao được những cái phước kia? Thế chúng ta, đấy cho nên đại chúng mới thấy Đức Phật nói là cũng là hành Pháp, thực hành Pháp, nhưng mà trong Phật Pháp thì được lợi ích vô lượng luôn. Các Phật tử đi hiến máu mà thực hành giống như Thầy vừa hướng dẫn thì phước báu mình nó trổ ra vô lượng luôn. Cũng việc hiến cũng tần đấy cc máu, mấy trăm cc máu, nhưng mà phước báo mình chỉ một tí tẹo thôi. Còn người ta biết Phật Pháp, người ta được học Pháp thì phước người ta nó tăng lên gấp bội phần, khác nhau. Đó, cho nên chính Phật Pháp là đem lại lợi ích cho chúng ta là chỗ đó. Đấy là cái thành phần thứ nhất sinh ra phước báo là người cúng dường, người bố thí. Cái thành phần thứ hai đó là vật thí. Cái vật thí của chúng ta dâng cúng đến Tam Bảo chúng tăng, vật thí ấy có khả ý khả ái không?
có phù hợp không? À, ví dụ chúng ta lại mang rượu đến cúng cho các sư, đây là không phù hợp. Các thầy có được uống rượu đâu, năm giới không được uống rượu mà. Lại thầy đã biết rồi, có phần bà cụ Phật tử con đi nước ngoài về có chai rượu ngon lắm. Hôm là hí hưởng gói ghém mang, con bạch thầy con có chai rượu ngon quý lắm cúng thầy. Thầy bảo là thầy có uống rượu đâu cụ ơi. Cụ hơi buồn tí nhưng mà thầy phải nói thật, thầy không uống rượu. Đó, đấy gọi là cúng dường vật phẩm mà không phù hợp, không khả ý. À, ví dụ đây, mùa đông giá rét thế này, chúng ta đến chùa chúng ta cúng cái mền, cúng cái chăn, cúng cái máy sưởi, ví dụ thế là khả ý. Thì mình sau này mình sẽ được những điều khả ý, cái phước báu ấy. Lúc người ta mà cần nước thì mình lại không cúng nước, mình lại đi cúng muối cho người ta. Cần nước uống thì mình đi cúng muối, không khả ý, không hợp. Đó, thế cho nên là cúng dường vật khả ý, khả ái và đúng chính pháp thì lại được phước báu, những cái vật đó đó sinh ra phước báu cho mình được những điều như ý. Đó. Và cái thứ ba nữa là cái người nhận cúng, nhận vật phẩm cúng dường này, đó là người có giới đúc tu hành, có tinh tấn tu tập hay không? Người ấy có đang hướng đến ly tham, đến đoạn dục không? Những người như thế thì phúc báu nó rất là lớn. Những người có tâm định tĩnh hay không thì phúc báu nó rất là lớn. Thế còn cúng cho cái người mà người ta phá giới phạm trai rồi là tham dục rồi là đủ thứ, ăn chơi, cờ bạc, rượu chè thì cúng những người ấy mình chả được phước bao nhiêu cả, thưa đại chúng. Không có phước đâu, rất ít nữa. Đó, đấy nhá, thì như vậy ở đây á, Thầy nói về cái chỗ này, tại sao Thầy nói rộng một chút để chúng ta hiểu cái nguồn sinh phước của chúng ta. Trong kinh Đức Phật còn gọi là gì? Phước báu sáu phần ấy, nghe không? Nha. Thế thì ở đây bạn này, bạn nói là bạn ấy gửi lễ vật về quê nhờ mẹ mang ra chùa dâng cúng hộ, thì bạn ấy có phước báu hay không? Có không đại chúng? Chắc chắn là có đúng không? Vỗ tay là có rồi. À, đương nhiên thì bạn là người dâng cúng phẩm vật của bạn ấy mà. Và nếu bạn ấy thành tâm và thanh tịnh và tâm rộng lớn, bạn vẫn có phước như thường nhé. Vẫn có phước như thường. Chẳng qua thì bạn nhờ mẹ bạn ấy cũng giống như là cái cánh tay nối dài của bạn ấy thôi. Thế còn ở đây nó còn cái hay nữa, nếu mẹ bạn ấy khi dâng vẩm phẩm vật giúp cho bạn ấy lên chùa, mà mẹ bạn ấy lại sinh tâm tùy hỷ với con mình, mà cũng lại sinh tâm thành kính với chúng tăng, thì mẹ bạn cũng lại được phước nữa, thưa đại chúng. Nha. Đó, chứ không phải không được phước đâu. Nha. Đấy. Vậy cho nên ở đây thì kết luận cái câu hỏi này là bạn ấy nhờ người dâng cúng vẫn có phước như thường, và phước nó phát sinh như vậy đấy. Nha. Cái người dâng giúp lễ vật ấy cũng có thể sinh phước. Nếu người đấy biết tùy hỷ phước, người ấy có tâm thành kính thì vẫn sinh ra phước báu cả hai nhé. Rồi, Thầy sang câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba từ cái nick Facebook của bạn Linh Phương. Con kính bạch Thầy, bố con có nhờ người đặt tứ linh Long Ly Quy Phượng dưới mộ ở quê và dưới nhà con đang ở. Mẹ con có bảo như thế là không tốt, vì đó cũng là một cái dạng bùa chú trấn yểm. Nhưng bố con không nghe và cho rằng đó không phải là bùa chú. Vậy thưa Thầy, bùa chú với trấn yểm có khác nhau không ạ? Việc đặt tứ linh dưới đất như thế liệu có gây ra hậu quả xấu gì không ạ? Và làm thế nào để có thể hóa giải những việc này ạ? Con rất mong Thầy giải đáp giúp gia đình con ạ. Con xin chân thành cảm ơn Thầy. Bạn Linh Phương, bạn hỏi về cái việc bố bạn ấy có nhờ người mua tứ linh, bốn cái linh vật là con Long Ly Quy Phượng đấy, gọi là tứ linh. Và để ở dưới mộ ở quê và dưới nhà đang ở. Thế thì mẹ của bạn ấy bảo là như vậy là một cái dạng bùa chú trấn yểm, cho nó không tốt. Thế nhưng bố bạn thì lại không đồng ý quan điểm này, cho rằng đó không phải là bùa chú. Thì bạn ấy thắc mắc, bạn hỏi. Thế thưa đại chúng, chúng ta biết là bùa chú thì nó có từ lâu rồi, trước cả thời Đức Phật cơ.
đến ngày A Nan là bị một cái chú Phạm Thiên Ca Tỳ Ma La đấy, nó chú trì chú cô Ma Đăng Già, có trì cái chú đấy mà rồi ngài bị mê trí đi, tí nữa thì phá giới. Tức là cái chú đấy, trì chú, pháp thần chú nó đã có từ trước nữa rồi, những cái loại bùa chú. Thế thì bùa chú nó không phải là cái gì, chúng ta thấy cái lá bùa nó chỉ là những cái chữ, những cái câu hoặc những cái hình thôi. Nhưng mà khi cái ông thầy pháp ông vẽ vào đấy, ông vẽ và ông chú nguyện vào đấy, ông kêu gọi tất cả những cái vong linh ấy, người ta gọi là âm binh ấy, nó nương theo cái đấy, cái phù hiệu này để nó đi, nó làm việc, thì người ta gọi là phù chú, nghe không? Đó. Thế còn trấn yểm thì người ta thường dùng, có thể là dùng các cái loại vật như đây, những linh vật này, rùa rồi đến long ly quy phụng đấy, đấy, tất cả mấy cái đó, hay là bằng xương, bằng đinh, bằng đá người ta yểm, bằng xương người thật ấy người ta yểm cũng có, hoặc người ta yểm bằng những cái thứ khác, có khi chôn áo chôn quần người ta cũng yểm được. Thế đại chúng, nhiều thứ yểm lắm, chôn gà, chôn đầu chó, đầu mèo, răng bừa, vân vân. Thưa đại chúng, cái bát hương ở chùa mình, ở cái chỗ Quan Âm á, cái năm đầu, mấy năm đầu thầy mới ra, thầy lúc mà thầy mới bốc thay cái bát hương ra, thầy thấy bên trong rất là nhiều cái đinh họ vứt vào đấy. Để có những cái người ngoại đạo họ không biết, họ lên đây họ yểm, ý họ muốn yểm để cho chùa mình không phát triển được, mà cũng như họ làm sao yểm Phật được, không thì yểm Phật quả báo chết đấy. Thầy ra thầy bốc bát hương lên, bên trong rất nhiều những cái loại đinh ở trong ấy. Thế là những người mà họ tà đạo, họ không biết, họ không muốn cho chùa Ba Vàng phát triển, yểm ở đấy. Nhưng mà yểm sao được, yểm Phật thì chết thôi. Đó. Thế thì đấy gọi là những cái gọi là yểm. Hay là có những người thù nhau, người ta về, người ta mang hẳn cái răng bừa, người ta đóng vào mộ nhà người này, nhà người kia. Đấy. Thưa đại chúng, cũng là những cái kiểu yểm. Tức là cầm cái răng bừa đóng vào mộ, và đúng là cái nhà mà bị đóng cái răng bừa đấy cũng rối loạn hết đấy. Do sao? Do chính cái vong linh của cái mộ đấy nó chấp trước. Chấp trước là bị đóng cái răng bừa vào đấy, cho nên vong linh ấy về là bắt đầu tác động một con cái, ý muốn để cho con cái ra để mà rút cái răng bừa ấy đi. Nhưng mà con cái thì người trần mắt thịt đâu có biết đâu. Cho nên là không biết thì không biết, thì vong linh nó cứ làm quậy lung tung hết cả lên. Đó. Thì thưa đại chúng, cái chuyện trấn yểm từ xưa đến nay nó vẫn có, vẫn xảy ra. Nhá. Thế nhưng chúng ta biết rằng người gây ác thì sẽ chịu quả báo ác. Đó. Chứ không phải không đâu. Chứ ở nhà mình, chùa mình nó biết được những chuyện đó. Đấy. Chứ không phải là không chịu quả báo. Tôi làm ác tôi không có, vẫn chịu quả báo như thường. Vậy thì ở đây bạn này bạn hỏi là cái bùa chú với trấn yểm có khác nhau không? Thì thưa đại chúng, bùa chú và trấn yểm có cái khác mà có cái giống. Khi một người muốn trấn yểm cái vật gì đó thì người ta cũng phải có cái tâm niệm vào cái vật đó để đem đi yểm. Ví dụ muốn cắm cái răng bừa vào mộ người ta thì cũng phải nguyện cái răng bừa cắm vào mộ này. Phải không? Thì thế này thế kia ra cái mộ này, vong linh ở đây sẽ bị thế này, gia đình nhà này sẽ bị thế này thế kia. Tức là khởi một cái ý ác vào cái vật yểm đấy. Và có những chúng sinh nó theo cái ý ác đấy, nó nương tựa vào cái vật yểm đấy. Bốn cái linh vật long ly quy phượng, khi mà yểm, những người yểm người ta cũng phải có chú nguyện vào đấy, thưa đại chúng. Thế còn con vật ấy, những cái đó nếu mà không có sự chú nguyện vào đấy thì nó chỉ là cái vật bình thường thôi. Bằng đất thì nó cũng chỉ là đất thôi, mà bằng đồng thì nó cũng chỉ là đồng thôi. Phải không? Cho nên người ta nói là để hòn đất cất ông Bụt, là thế. Để là hòn đất cất lên thành hình tượng ông Bụt. Ông Bụt mà lúc chưa có thờ phụng thì cũng chưa có linh thiêng. Thưa đại chúng, còn để ở dưới xưởng á, chưa linh thiêng. Nhưng khi đã đặt lên thờ phụng rồi, mọi người bắt đầu lễ bái, tâm tưởng vào rồi là bắt đầu thiêng đấy. Nó như vậy đấy thưa đại chúng. Mấy cụ Bụt trên này này, ai mà lên mà phạm vào nó cũng mệt lắm đấy thưa đại chúng, phải không?
bẻ chân bẻ tay các ngài hay lên mà phá cái là biết ngay. Biết ngay, linh ngay rồi. Vì bao nhiêu hàng vạn con người ta hướng tâm lên đây, người ta cung kính rồi. Chư Tăng hàng ngày tụng kinh cung kính cho nên chư thiên không phải Đức Phật nhập vào pho tượng này. Không Đức Phật nhập, Đức Phật nào nhập vào trong mấy cụ tượng này đâu. Nhưng mà chư thiên, quỷ thần người ta bảo vệ, hộ pháp người ta bảo vệ. Ai khởi ác, xúc phạm một cái này gọi là xúc phạm vào, gọi là biểu tượng tâm linh của mọi người, thì chư thiên hộ pháp người ta sẽ quả phạt. Chứ không phải Phật phạt đâu, Phật chả phạt thế đâu, thưa đại chúng. Nhá. Nhận cái câu gọi tại sao để hòn đất cất ông Bụt là chỗ đó. Vậy thì ở đây giữa chú và yểm, chú thì đương nhiên là ông thầy pháp, ông phải chú nguyện vào đấy, ông phải hô gọi âm binh vào đấy, vào cái chú đó. Nhá. Nhưng mà bây giờ thực ra mà nói này, những cái bùa, những cái chú mà họ bán ở chợ mà chả có tâm linh gì đâu. Thấy thật ý, chả có ông thầy bùa thì chú, họ cứ in hàng ngàn hàng vạn tờ họ bán ấy. Làm gì có tâm linh. Thực sự cũng mấy ông thầy pháp cũng chẳng có thể mà đủ cái lực mà chú cho hết cả ngàn tờ như thế mà bán đâu. Cho nên thực ra thì nó chỉ là cái tờ giấy vẽ linh tinh thôi. Chứ còn thực sự mà để mà ông thầy pháp luyện chú là ông phải có công năng và chú nguyện vào đấy thì nó có sức mạnh, chứ không phải không. Nhá. Tất nhiên chúng ta biết trong cái pháp giới này có những cái loại chúng sinh nó tà kiến, nó thấy như thế nó cũng có thể nó đi theo. Nhưng cái loại ấy là cái loại rất là nhỏ thôi. Vong linh, những cái vong linh rất nhỏ thôi. Nhá. Vậy thì ở đây với cái việc nhà bạn này thì bố bạn ấy thỉnh bốn cái linh vật này, Long Ly Quy Phượng này về. Có thể nếu chưa qua tay của thầy pháp nào thì nó chưa được chú nguyện. Chưa được chú nguyện thì nó cũng không phải là cái loại để đi yểm. Nghe không? Chưa phải là loại đi yểm. Nhưng mà chúng ta nhớ thế này, những cái linh vật mà để lâu nó cũng có thể có những cái vong linh nó gá vào. Nhá. Hòn đá ở trong núi mà lâu rồi cũng có thể có những cái vong nó gá vào đấy. Những cái linh vật, những con hổ, con sư tử đá, những con chó đá ở một chỗ nào đấy lâu ngày, lâu tháng thì cũng có những cái vong linh vất vưởng nó gá vào. Thưa đại chúng, và lúc ấy nó cũng có tác động. Đấy. Cũng giống như cái ngôi nhà mình bỏ không lâu ngày, không có ai ở thì ma quỷ nó đến nó ở. Cái nhà hoang á, để lâu không có người ở thì quỷ ma nó đến nó ở. Người trần không ở thì người âm nó đến nó ở, nó trú vào đấy. Thì những cái linh vật cũng thế, để lâu một chỗ nào đấy cũng có thể có những cái phần tâm linh nó đến nó trú vào đấy, nó gá vào đấy. Thì trong kinh Đức Phật nói rồi, và đến cái cây mà bằng cái xe điếu thôi cũng có thể có những cái phần tâm linh nó gá cơ mà, huống hồ là những con linh vật. Thế cho nên đối với đạo Phật thì cái việc yểm là Đức Phật cấm. Yểm đảo chú chớ là Đức Phật cấm luôn, không được dùng yểm đảo, không làm yểm đảo. Thì khi mình yểm đảo thế thì là mình đã ý là muốn nhốt những cái vong linh ở đó. Thứ hai là mình có cái tâm ý gì trong việc yểm đảo này. Cho nên Đức Phật cấm, mà Đức Phật dạy chúng ta sống theo nhân, theo quả, và gieo nhân lành để được quả tốt, chứ không phải yểm đảo thế để sai bảo thế giới tâm linh để nó làm cho mình được cái gì. Thầy cũng đã từng nghe câu chuyện có ông thầy phù thủy ấy, ông sai âm binh nó đi tát nước ấy, ngày xưa ấy. Ông cứ cắm những cái cầu sòng ở ngoài ruộng nhà ông ấy. Thế mà thật sự là những cái cầu sòng ấy nó tát nước được thật, không có người mà tát nước được. Thế giờ đến ông về ông ngủ, ông quên đi, sáng do mặt trời lên rồi ông không ra, ông thu âm binh. Thế hôm sau ông về là âm binh nó vật ông chết luôn. Câu chuyện ở quê thầy các cụ kể lại. Cái chuyện mà thế giới tâm linh nó điều khiển cái thế giới hữu hình này là có. Chùa mình đã chứng kiến những câu chuyện mà có những cái xe tự nhiên nổ máy, tự nhiên đi. Đó, ở đây Phật tử nào ở Thanh Hóa đang theo dõi chương trình này biết đấy, ở chùa Diên Phúc á. Mấy cái xe máy để ở ngoài bãi, ngay biển ấy, tự nhiên nổ máy, tự nhiên chuyển động, chả có ai cả. Đấy, thế thì có một cái gia đình nhà chú gì, không biết hình như ở Lào Cai hay Lạng Sơn rồi đấy, Phật tử cho mình đây này, cũng thế. Đó. Thế rồi gia đình nhà cô Trà Linh này chúng biết rồi đấy.
mời cái vong linh này mà nó về nó ăn hết luôn cả cả thanh long, uống hết cả hộp sữa thật. Cái con quỷ này về sau biết nó là quỷ kêu bản trà. Đấy, cô Trà Linh bây giờ thì cô đi nước ngoài rồi. Câu chuyện đấy là câu chuyện chính Phật tử nhà mình chứng kiến hẳn hoi và lên làm lễ cho gia đình nhà cô luôn ở Phú Thọ, thưa đại chúng. Đó, không phải là không có nha. Thế cho nên ý, đối với đạo Phật thì tuyệt đối tăng ni Phật tử không có dùng bùa chú, không yểm đảo nha. Chúng ta tránh những cái việc đấy, nó đều không tốt, đều là những cái sự mê chấp trói buộc lẫn nhau, tự nhiên giam hãm những cái vong linh ở đấy. Những cái vong linh đi theo bùa chú đấy không biết bao nhiêu kiếp sau họ mới có thể giải thoát và giác ngộ được, rất là khó. Thưa đại chúng, họ lại là những cái vong linh rất thấp kém, rất thấp kém mà họ bị sai khiến, sai xử. Chúng ta không muốn như vậy, và mình cũng mong cho họ sớm được giác ngộ và giải thoát. Đấy, cho nên ở đây thì với câu hỏi của bạn này thì thầy khuyên nhé, bố bạn ấy nếu mà dùng những cái đấy để yểm thì bạn khuyên được, thì khuyên nghe được clip này của thầy thì thôi bảo bố không nên đi yểm làm gì cả. Muốn cho mộ nhà mình hay là muốn cho phần âm nhà mình tốt thì tác phước, tụng kinh làm phước, hồi hướng cầu siêu cho vong linh nhà mình, chứ không phải đi yểm xuống mộ là mộ nhà mình là được mồ yên mà đẹp đâu, nghe không? Hay là đem về yểm nó vào nhà, lấy tứ linh yểm vào bốn góc nhà là nhà mình sẽ phát lên đâu, không hẳn đâu nhé. Phát lên hay không là do phúc báu của mình có hay không, chứ không phải yểm bốn con lên vào mà phát lên được, thế thì ai cũng phát hết rồi. Hả? Phải từ phúc báu của mình nhé. Rồi, bạn này thì không có nêu tên, bạn hỏi thế này: con kính chào thầy, con xin phép được hỏi thầy, gia đình con mới mua một cái đỉnh đồng để dâng lên bàn thờ, vậy con có cần làm lễ an vị đỉnh đồng không ạ? Và con nên để đỉnh đồng ở trước hay sau bát hương ạ? Vì con có hỏi những người lớn tuổi, người thì bảo để trước bát hương, người lại bảo để sau bát hương. Con không biết như thế nào là đúng, và việc để trước hay sau bát hương thì có ảnh hưởng gì đến phần tâm linh không ạ? Con kính xin thầy giúp con cho con. Con xin tạ ơn thầy. Đại chúng đã nghe rõ câu hỏi này chưa ạ? Bạn này bạn hỏi về cái việc mà cái đỉnh đồng ở nhà bạn ấy, tới nhà có ban thờ rồi, bây giờ bạn mua thêm cái đỉnh đồng, mình gọi là cái đỉnh, đại chúng biết rồi, phải không? Cái đỉnh chủ yếu là để đốt trầm. Thế thì thầy xin chia sẻ với bạn này và cả đại chúng để có thêm cái kiến thức về những cái việc thờ phụng này. Chúng ta biết rằng trên cái ban thờ thì có rất nhiều những các cái đồ thờ tự, những cái vật dụng ở trên đó. Quan trọng nhất của cái ban thờ đó là cái bát hương. Nếu mà thờ Phật thì có pho tượng Phật hoặc là tranh Phật. Nếu thờ gia tiên thì có hình ảnh ông bà, những người đã quá cố, hoặc là thờ bài vị của các vị ấy. Hay thờ một cái vị nào đó, vị thân nào đó. Thế đấy là những cái mà gọi là cái chính, đó là cái bát hương và cái hình ảnh là tượng hoặc là hình ảnh của cái đối tượng mà mình thờ phụng, là hai cái chính của cái ban thờ. Chúng ta gọi là ban thờ hay bàn thờ thì cũng thế, cũng được cả. Thế còn bên cạnh đó thì có những các cái những cái vật dụng phụ như là đĩa hoa quả, bình bông, bình hoa đấy. Người miền Nam gọi là bình bông, người Bắc mình gọi là lọ hoa. Rồi đĩa đựng quả, đĩa đựng bánh, rồi chén nước. Có nhà thì có cái hũ, một cái chóe gạo, chóe muối, ví dụ thế, thêm vào. Thế thì thưa đại chúng, thầy đã nói một cái bàn thờ, một cái ban thờ thì quan trọng nhất, cần thiết nhất đó là cái chỗ, cái bát hương. Trước đây thì một số các tôn giáo như là Công giáo người không đốt hương đâu, nhưng bây giờ thì họ cũng học theo Phật giáo, họ cũng cho con chiên là đốt nhang rồi. Vì dân tộc Việt Nam ta một thờ phụng mà không có nhang khói thì thấy nó không linh thiêng, cho nên bên đó người ta cũng cho đốt nhang.
đốt nhang cắm thờ ông bà tiên tổ. Thế còn người lương chúng ta hay gọi là người tín ngưỡng Phật giáo chúng ta hay những người thờ đạo ông bà đấy thì từ xưa nay đều phải đốt nhang. Con dầu một gì bó, con khó một nén, không thể nào mà đến trước bàn thờ không có nén nhang. Đi phúng viếng đám ma hay là ngày gì đó ra chùa không mua được thẻ nhang thì thấy là mình còn thiếu thiếu cái gì đó. Hoa có thể thiếu, hoặc quả có thể thiếu, nhưng thẻ nhang không có là cảm thấy thiếu. Rất quan trọng cái thẻ nhang. Hình như vì là cái thẻ nhang cho đốt lên nó có cái lửa, cái đốm lửa đấy. Thế mình gọi là tâm hương mà. Cái đốm lửa đấy nó cháy, nó có cái gì đấy, nó giống như đốt cái tâm mình lên, và lúc đó là ta bắt đầu kết nối được với thế giới của các ngài, tâm linh. Thế cho nên Thầy nói trên cái ban thờ thì quan trọng nhất là cái bát hương. Thế và thứ hai nữa là cái đối tượng mình thờ có thể là tượng. Bây giờ có nhiều nhà khá giả thì tạc tượng ông bà, tạc tượng cha mẹ. Thế còn có những Phật tử chúng ta thì tượng Phật, tranh Phật, hoặc là những cái đối tượng mình thờ. Đấy là hai cái vật chính, hai cái chính ở trên cái ban thờ. Còn những cái thứ khác, bình bông, đĩa quả, đĩa bánh, chén nước, hũ gạo, hũ muối hay gì đó, cái đó là những cái phụ thôi. Cái để chúng ta thực hiện một cái nghi thức tâm linh chính là cái lô hương để chúng ta được cắm nén hương lên. Nghe không? Thế vào nhà nào mà hương lạnh khói tàn, mình cảm thấy cái bàn thờ nó không ấm cúng. Cho nên dân ta thì thực sự cái văn hóa mà đốt hương á, không có hương thì phải đốt trầm, nó trở thành một cái văn hóa trong việc thờ cúng rồi. Thế thì đấy là hai cái chính nhất ở trong cái ban thờ. Thế bây giờ còn cái đỉnh thì đại chúng biết cái công dụng chính của cái đỉnh cũng là cái lò để đốt hương thôi. Tất nhiên không ai cắm hương trong cái đỉnh mà người ta bỏ trầm hoặc người ta bẻ hương vào trong cái đỉnh đó rồi người ta đốt cho nó xông khói lên. Cho nên gọi là đỉnh xông khói trầm hương. Thế vì cái đỉnh thì nó có một cái kết cấu trông nó rất là đẹp. Nó có tai, rồi trên đó nó có những các cái con linh vật ở trên đó. Thì nhiều nhà trên bàn thờ ngoài bát hương ra thì trang trí thêm cái đỉnh. Thế còn cũng nhiều nhà chẳng có cái đỉnh đâu. Thế thì những cái kia gọi là những cái trang trí thêm cho ban thờ, nó được đẹp đẽ, nó được trang nghiêm. Và chúng ta biết ấy, cái chỗ thờ phụng nó trang nghiêm thì nó rất dễ khiến cho tâm của chúng ta được thành kính. Mấu chốt của sự linh ứng là sự thành kính. Cho nên mọi cái trên ban thờ nó đều có tác dụng để giúp cho chúng ta trang nghiêm cái thân và tâm mình. Đó, lọ hoa, đĩa quả, đĩa bánh, chén nước. Những cái đó nó cân đối, nó đăng đối với nhau. Về cái nguyên lý thờ phụng thì người ta thường nói là đông bình tây quả. Đông bình tức là bên tay phải của mình là để bình hoa, bên tay trái là để đĩa quả, nhìn ra. Đó, đông bình tây quả. Thế còn thì tất nhiên đấy là người xưa đặt thế, còn ta thì không nhất thiết. Ta không nhất thiết, để bên nào cũng có thể được. Và những cái đó đều là cái phụ để trang trí cho ban thờ. Nó được đẹp hơn, nó được tôn nghiêm hơn, kể cả cái đỉnh nha, chứ không phải là cái vấn đề quyết định. Trong cái ban thờ quan trọng nhất là cái lô hương để chúng ta thắp hương. Và khi bắt đầu thắp hương chắp tay là khấn, là bắt đầu kết nối với các cụ, với tiên tổ, với trời Phật, với thánh thần. Nghe không? Và cái sự kết nối ấy nó được cái hiệu suất bao nhiêu là do lòng mình thành tín. Cho nên người ta gọi là cung kính thành tín thì mới cảm ứng mà. Cảm ứng đạo giao nan tư nghị là chỗ này. Không thành tín thì không cảm ứng được đâu. Và thưa đại chúng, không phải ai cứ đứng trước cái bát hương là chúng ta thành tâm đâu. Chúng ta ngẫm mà xem, tâm nó thành nó phải rất là khó. Nó phải thành một phiến ấy. Giống như trong sách nhà Phật thì hay phân tích giống như cái người mà bị đuối nước ấy, mình gọi là chết đuối nước á, mà đang nhao lên cố gắng để mà thở được một hơi, bám được cái gì bám chặt vào,
không? Bám được cái phao đó ấm chắc vào. Đấy, cái tâm nó phải thành thiết đến như vậy thì nó mới dễ có thể cảm ứng được. Còn chúng ta thì miệng thì khấn nhưng mà đầu thì nghĩ vẩn vơ, không bao giờ mà thành được. Và con Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà đầu thì nghĩ không biết là con miếng thịt vừa để đây mèo tha đâu mất rồi. Thế thì không bao giờ thành được. Chúng nó cho nên chúng ta thực ngẫm xem, tụng kinh nhiều khi mình cũng chẳng thành. Tụng câu trước thì là lại loạn tâm câu sau. Đó. Cho nên cái sự thành nó khó. Vì thế tại sao chúng ta khấn, chúng ta cầu nó ít cảm ứng? Vì tâm chúng ta chưa chí thành. Cho nên tất cả mọi cái vật thờ phụng đều có ý để cho chúng ta thành tâm được, trang nghiêm và thành kính. Đó. Thế thì những cái vật dụng trên ban thờ nó đều có cái tác dụng, cái ý nghĩa để làm trang nghiêm thân tâm chúng ta. Nhá. Thế nhưng nếu chúng ta đã vượt qua được cái ngưỡng ấy rồi, giống như các thiền sư, các tôn giả ngày xưa thì các ngài chả cần bát hương, chả cần ban thờ. Tâm các ngài đối với Phật là thành kính nhất như. Cho nên ngài đứng ở giữa rừng, ngài khấn Phật cũng cảm ứng. Thế còn chúng ta bây giờ đứng trước bao nhiêu tượng Phật chúng ta khấn mà không cảm ứng vì tâm chúng ta lung tung tán loạn. Đó. Đó thì cái này nhá, ở đây Thầy nói cái mấu chốt của cái việc mà gọi là nối thông được với thế giới của tâm linh, nó là ở cái tâm thành của chúng ta. Đương nhiên tâm thành thưa đại chúng cũng là một kỹ thuật không phải dễ, và cũng phải là một cái phúc báu, là công đức đấy. Không có công đức tu tập khó thành tâm được lắm thưa đại chúng, rất là khó. Có công đức tu tập mới có thành tâm. Cho nên có nhiều người ta khấn là người ta cảm ứng, vì người ta có công đức tu tập thật sự. Công đức ấy nó giúp cho tâm người ta nó rất là dễ thành tín. Đó. Vậy nên bạn này bạn hỏi cái đỉnh của bạn ấy để trên ban thờ, để trước hay sau? Thì biết rõ cái đỉnh nó chỉ là cái vật để mà gọi là trang trí cho tôn nghiêm thêm ban thờ. Vì đã có bát hương rồi, là chỗ đốt hương rồi, thì cái đỉnh ấy muốn đốt thêm trầm thì đốt. Thế tùy theo cái diện tích của cái mặt ban thờ. Thường thì người ta bát hương người ta hay để trước, để cho mọi người cắm hương cho nó thuận tiện. Chứ còn để cái đỉnh trước bát hương rồi với tay qua cái đỉnh mà cắm, nhiều khi lại đổ cả cái đỉnh. Thì thường các bàn thờ truyền thống người ta để bát hương trước rồi đến cái đỉnh vào. Nhưng mà cái đỉnh thường nó sẽ to hơn cái bát hương. Chứ còn cũng có những nhà mua cái đỉnh rất nhỏ, giống như Thầy, cái ban thờ Thầy có cái đỉnh trầm nhỏ xíu thế này, thì Thầy để cái đỉnh phía trước bát hương được, nó không che lấp cái bát hương. Cái nguyên tắc của thờ phụng giống như chùa mình đây này, khi Thầy thiết kế cái ban thờ này là chúng ta ngồi dưới là không cụ Phật nào che mất mặt cụ Phật nào. Đại chúng để ý thấy đúng không? Không cụ nào. Là lúc mà thiết kế cái ban thờ này, Thầy phải tính gióng cái tia chiếu lấy mắt của mọi người ngồi đây, Thầy chiếu lên trên và đo kích thước từng cụ tượng Phật một, để không cụ nào cụ ngồi trước che mất mặt cụ ngồi sau, phải tính đấy. Thế thì cũng thế, nguyên tắc phụng thờ ở trên ban thờ thì mình cũng thế, đừng để cái vật đằng trước che khuất mất vật đằng sau, thì làm gì mà cái vật đằng sau chả có ý nghĩa gì nữa. Thế cho nên cái đỉnh nếu mà lớn quá thì phải để sau bát hương, cái đỉnh mà nhỏ hơn bát hương nhiều thì để trước bát hương được, không bị vướng thì để đỉnh rồi đến bát hương nhé. Vì nó không phải là vật chính ở trong cái ban thờ, cái đỉnh nó là vật trang trí để làm tôn nghiêm ban thờ thôi. Đó, thế cho nên ở đây bạn ấy hỏi là cái việc để như vậy trước hay sau có ảnh hưởng gì đến tâm linh không, thì Thầy bảo không ảnh hưởng gì cả nhé. Mà tâm linh thực sự nó ở tâm thành của mình. Mình có thành thì kể cả không có bát hương nó vẫn có thể cảm ứng được. Nhá, đấy là cái mấu chốt của cái việc thờ phụng, để cho Phật tử chúng ta cũng thế hôm nay để hiểu ra. Có nhiều Phật tử là sợ lắm mà không dám đụng chạm vào các cái vật dụng trên ban thờ. Có nhiều nhà cứ phải để đến đúng ngày 23 ông công táo mới bắt đầu mới lau chùi, để bát hương ngút ngàn hết cả lên rồi nó gọi là nó hóa bát hương, nó cháy, nó bén lên cả trên mái nhà, rất nguy hiểm. Cái đó hoàn toàn là những quan niệm mê tín sai lầm, không đúng với cái thấy biết của Phật Pháp. Chúng ta có thể lau chùi ban thờ bát hương hàng ngày được,
kể cả di chuyển bát hương ra lên xuống đều bình thường, bao sái cho nó sạch sẽ nhé. Đó. Đó, thì đấy là Thầy xin trả lời cho bạn này về cái việc đặt cái đỉnh đồng. Cái đỉnh đồng không cần phải làm lễ an vị, nghe không? Đó, các Thầy chỉ đến an vị chung cho một cái ban thờ thế thôi, còn sau đó bát hương có thể di chuyển, sau đó không sao. Nghĩa là cái lễ an vị có nghĩa là định vị đây là cái chỗ thờ phụng, phải không? Chứ không phải chỉ là an vị cái bát hương là bát hương đóng chết ở chỗ đấy, không phải, không được di động, không phải. Mà là cái lễ gọi là định vị đây là vị trí để thờ phụng của gia đình. Và thỉnh chư thiên, chư thần, thỉnh chư Phật, Bồ Tát chứng minh cho chỗ này là chỗ không gian tâm linh của gia đình này. Đấy gọi là cái lễ an vị, chứ không phải an vị là chết cứng ở chỗ đấy, bát hương phải làm im ở đấy suốt một năm, không được động đậy. Cái đó là sai, hiểu thế là sai nha. Các Phật tử cứ thoải mái lau chùi di động bát hương bình thường nha, không ảnh hưởng gì nha. Đấy là câu hỏi thứ nhất.